Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 4. Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng chương trình năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022. Cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung sức cùng nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các trường học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. CDC Mỹ công bố nghiên cứu ủng hộ tiêm vaccine COVID-19. Tối qua mùng 2 tháng 4, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hưởng ứng chương trình năm du lịch Tuyên Quang 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn. 16 tiết mục văn nghệ là những lời ca, tiếng hát, điệu múa, khiêu vũ thể thao được cán bộ Hội Liên phụ nữ thành phố Tuyên Quang và Hội phụ nữ huyện Yên Sơn biểu diễn, đã mang đến cho người xem không khí vui tươi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của thành phố hưởng ứng chương trình năm du lịch Tuyên Quang 2022. Đồng thời là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang được giao lưu học tập kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức hội, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở ngày càng phát triển. Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Để phục hồi hoạt động du lịch, thúc đẩy tăng trưởng và hưởng ứng chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Tại buổi tọa đàm, đại diện trên 60 doanh nghiệp, đơn vị lữ hành trong cả nước đã tham gia góp ý, trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức, hạn chế của du lịch Tuyên Quang, công tác phối hợp tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để mở cửa lại hoạt động và kích cầu du lịch Tuyên Quang. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước sớm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trọng tâm là các khu điểm du lịch của tỉnh như khu du lịch Tân Trào, khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm, khu du lịch sinh thái Na Hàng Lâm Bình. Tỉnh Tuyên Quang cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh, hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững ở Tuyên Quang. Tại buổi tọa đàm, các đơn vị cũng đã ký kết biên bản hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch liên vùng. Hưởng ứng năm du lịch Tuyên Quang 2022, tại khu vực phố đi bộ bờ hồ Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã tổ chức trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch của địa phương nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu mua sắm của nhân dân và du khách. Đối với anh Phan Minh Đức, du khách đến từ Hà Nội, lần này tới Tuyên Quang, ngoài việc được tham quan trải nghiệm các địa điểm du lịch, lễ hội ở đây, thì anh thực sự ấn tượng với các sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày giới thiệu tại tuyến phố đi bộ của thành phố. Anh đã chọn mua một số sản phẩm về sử dụng và làm quà tặng cho người thân. Thấy là ở đây có những một số sản phẩm mà thật sự lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy, thì tôi cũng rất muốn là để tìm hiểu tất cả những cái gian hàng, tìm hiểu tất cả những cái sản phẩm của địa phương. Gian hàng đang bày bán khoảng 100 sản phẩm của các huyện thành phố, bổ sung không gian trải nghiệm của du khách khi đến với Tuyên Quang, đưa sản phẩm ô cốp ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng. Nâng tầm sản phẩm ô cốp, Hội nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các chủ thể hướng dẫn hỗ trợ xây dựng, phát triển các sản phẩm có chất lượng phù hợp và đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên Hội nông dân cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố đã có những cái gian hàng quảng bá những sản phẩm ô cốp của tỉnh cũng như sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào cái chuỗi gian hàng của phố đi bộ này, cũng như là để cho bà con biết thêm những cái sản phẩm chủ lực của tỉnh càng được mở rộng. Việc lồng ghép xây dựng sản phẩm ô cốp gắn với du lịch sẽ tận dụng được tối đa nguồn lực của tỉnh, làm phong phú cho chương trình du lịch, thu hút du khách, đồng thời tiêu thụ và nâng cao giá trị sau sản phẩm. Gian hàng sẽ được mở đến hết ngày 8 tháng 4. Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch hưởng ứng năm du lịch Tuyên Quang 2022,
Phố đi bộ được thành phố Tuyên Quang tổ chức quanh khu vực Hồ Tân Quang đã trở thành điểm đến thu hút người dân địa phương và du khách với nhiều hoạt động vui chơi và khám phá ẩm thực đặc sắc. Được trang hoàng điện chiếu sáng, nhạc nước, các gian bán hàng lưu niệm. Điểm nhấn của phố đi bộ là các hoạt động văn hóa giải trí thu hút đông đảo nhân dân và du khách trải nghiệm. Tôi thấy người dân ở đây rất là thân thiện và môi trường cũng thấy là không khí rất là trong lành, rất là yêu Tuyên Quang. Và chắc chắn sẽ có một ngày gần nhất tôi sẽ đến Tuyên Quang lần nữa. Thành phố Tuyên Quang mở tuyến phố đi bộ đã tạo nên không gian giải trí lành mạnh. Đây cũng là cơ hội để người dân, du khách có thể tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương. Ở đây rất là nhiều hoạt động thú vị và cảnh ở đây rất là đẹp. Rất là thích thú khi đến đây. Mặc dù mới đưa vào hoạt động nhưng tuyến phố đi bộ đã thu hút đông đảo người dân và du khách với những cảm xúc và trải nghiệm thú vị. Đây hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch mới của thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới. 20 khinh khí cầu với nhiều màu sắc từ khắp các quốc gia trên thế giới đã bay trên bầu trời của xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình vào chiều 2 tháng 4. Hoạt động này đã thu hút đông đảo bà con nhân dân cũng như du khách thập phương đến tham quan và chiêm ngưỡng. Háo hức chờ đợi hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu cả tuần nay, mẹ con chị Hoàng Thị Điều ở xã Thổ Bình đến sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm từ rất sớm để có thể tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm khinh khí cầu đầu tiên tại Lâm Bình. Tôi cũng rất là hạnh phúc bởi vì ngay tại huyện của mình ấy, thì cũng được tổ chức một lễ hội rất là đặc biệt và thu hút rất là nhiều khách du lịch đến thăm ạ. Cháu đã được xem rồi, xem trên TV và hôm nay được mẹ đưa đi xem ngoài đời, cháu rất là vui và rất là thích. Tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình với chủ đề Non nước hữu tình, Lâm Bình mời gọi bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 tới ngày 5 tháng 4 với nhiều hoạt động thú vị. Điểm nổi bật là hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu mới lạ, được bà con và du khách háo hức chờ đợi. Là huyện có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, huyện Lâm Bình luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để phát triển lĩnh vực này, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo. Khi đến đây thì chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà thấy người dân ở Lâm Bình chào đón đoàn khinh khí cầu tới và họ đang háo hức được trải nghiệm những bay treo khinh khí cầu hoặc là bay tự do. Để bay ở Lâm Bình thì cái điều mà mọi người thích thú nhất là có thể giống như là mình đang được ngắm một cái cảnh sắc giống như tranh thủy mạc vậy đó. Mà nó hiện ra rõ ràng, mà chính tận mắt của chúng ta nhìn thấy. Và đó là cái điều mà lý thú nhất mà phi công họ đang muốn khám phá và muốn trải nghiệm, muốn được thưởng thức cái cảnh đẹp nơi đây. Từ trên cao, bạn sẽ nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của thung lũng Thượng Lâm, một trải nghiệm ấn tượng đáng nhớ. Những hoạt động của tuần văn hóa du lịch sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến với Lâm Bình nhiều hơn. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân, tin rằng du lịch Lâm Bình ngày càng khởi sắc. Đến với tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình, du khách còn tham dự các cuộc thi ẩm thực, trong đó có cuộc thi làm xôi ngũ sắc. Năm 2021, món ăn này đã được Hội đồng Thẩm định Top Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam công nhận lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Qua đôi bàn tay khéo léo, 10 đội đại diện cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã mang đến hội thi những mâm xôi với màu sắc đậm nét đặc trưng của từng địa phương. Chúng tôi làm mâm xôi này mang tính chất là quảng bá để cho tất cả trong và ngoài nước được biết đến và mong rất là nhiều du khách gần xa trong và ngoài nước sẽ đến tham quan trải nghiệm cái phong cảnh đẹp của quê hương chúng tôi. Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Lâm Bình. Đặc biệt vào những dịp lễ Tết, mâm cơm của họ không thể thiếu món ăn này. Xôi ngũ sắc được làm từ gạo nếp của địa phương nên có hương vị rất riêng của vùng miền. Người Tày quan niệm, xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không chỉ là món ăn truyền thống của dân tộc, đây cũng là món ăn đặc trưng được nhiều du khách lựa chọn trong thực đơn khi tới huyện vùng cao Lâm Bình. Xôi có các màu rất là đẹp, tôi cũng đã được nếm thử rất là ngon và dẻo, rất là thơm ngon. Tôi thấy là nơi đây đã phát huy được cái bản sắc dân tộc của mình. Các cuộc thi ẩm thực là sân chơi bổ ích để mọi người được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn món ăn truyền thống. Qua đó, có phần quảng bá văn hóa ẩm thực độc đáo, riêng có của huyện vùng cao Lâm Bình với du khách gần xa. Trong phần tiếp theo của chương trình, cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung sức cùng nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Với phương châm hướng về cơ sở, chung sức cùng nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên các cơ quan trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia lao động cùng nhân dân tại cơ sở, góp phần cùng các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới. Một buổi lao động của cán bộ, đảng viên khối đảng đoàn thể huyện Chiêm Hóa tại xã Tân An, Kiên Đài hỗ trợ nhân lực giúp bà con lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn, cùng tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây hoa tại khuôn viên nhà văn hóa thôn tại các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới. Qua hoạt động ba cùng tại cơ sở đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Công đoàn cơ sở, cơ quan chính quyền thì đã cụ thể hóa cái đề án 02 và chỉ đạo của cấp trên, thì đã chỉ đạo các tổ công đoàn phối hợp với cơ quan hàng tháng, phối hợp với các xã được phụ trách xuống cùng với lại nhân dân dưới cơ sở để tổ chức các hoạt động, sẽ phối hợp với lại các xã, đặc biệt là các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo, để là phối hợp thực hiện những cái công trình phần việc để góp phần đưa các xã về nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Chiêm Hóa đã phân công 23 chi bộ, đảng bộ cơ quan đơn vị phụ trách 23 xã trên địa bàn. Vào ngày cuối tuần, cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị địa phương đến các thôn bản cùng làm với bà con bằng những công việc cụ thể thiết thực. Hoạt động này đã mang lại niềm vui, niềm tin trong nhân dân, tạo động lực để bà con thêm quyết tâm vượt khó, hoàn thành các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cho đến nay, cán bộ đảng viên các cơ quan trong huyện đã hỗ trợ hàng chục hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà. Tham gia vận chuyển, lắp đặt trên 1.000 mét cấu kiện kênh mương đúc sẵn, trồng chăm sóc trên 4 km tuyến đường hoa, tham gia làm đường và đắp lề đường bê tông, xây dựng công trình đường điện thắp sáng đường quê. Những hoạt động trên đã thể hiện sự quan tâm của các cơ quan đơn vị của tỉnh, của huyện, tạo không khí phấn khởi, động viên và giúp xã, thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng của năm 2021 ở xã, thôn, rồi công trình vệ sinh đối với hộ gia đình, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt trong thời gian tới, Ban Dân vận ủy Chiêm Hóa tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ ủy lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết theo đúng tinh thần của đề án 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện Chiêm Hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động ba cùng với nhân dân tại cơ sở, chung sức cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuỗi cung ứng gặp khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng hàng hóa được sản xuất trong nước, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là một trong những hệ thống cung cấp lượng lớn hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, chuỗi cửa hàng của đơn vị này luôn có rất đông khách hàng đến mua sắm. Với phương châm Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nên tỷ lệ hàng Việt trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh của hệ thống luôn đạt trên 80%. Các mặt hàng cũng được niêm yết giá cả, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn. Chúng tôi là cũng ưu tiên dùng hàng trong tỉnh, trong nước để ủng hộ bà con nông dân và các nhà sản xuất vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn này. Tại thì xu thế khách hàng hướng đến những sản phẩm của người Việt rất là cao, sản phẩm của những thương hiệu Việt thì cũng được khách hàng rất ủng hộ, mọi người rất là tin dùng. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp nhà sản xuất. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy phát triển thị trường nội địa gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được xem là giải pháp quan trọng mà tỉnh Tuyên Quang hướng tới nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi duy trì sản xuất kinh doanh trong và sau đại dịch. Hưởng ứng cuộc vận động đó, đến nay ở cửa hàng này cũng đã có trên 95% là mặt hàng sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp trong nước sản xuất. Trong đó, có nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất với sức tiêu thụ khá tốt. Để hưởng ứng cho Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thì gia đình cũng ủng hộ những cái mặt hàng nông sản sạch, cũng là tạo đà phát triển cho thứ nhất là tỉnh nhà cũng như là cái hàng nông sản sạch của đất nước. Hiện nay chúng tôi luôn ưu tiên những mặt hàng có nguồn gốc và đặc biệt là những sản phẩm của tỉnh.
vừa là để tiêu thụ cho người nông dân và đặc biệt là người tiêu dùng cũng được sử dụng những cái thành quả của người nông dân và chất lượng. Có thể thấy xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã và đang có những chuyển biến tích cực, bởi hàng hóa của Việt Nam ngày càng được cải thiện về mẫu mã, chất lượng và giá cả, tạo sức hút với khách hàng. Điều này cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và là giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Sơn đã chủ động linh hoạt trong việc ứng phó với diễn biến dịch bệnh, triển khai các hoạt động dạy học nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, đồng thời hoàn thành chương trình giáo dục đề ra. Tại trường Trung học cơ sở Thái Bình, sau 3 tuần đi học trở lại của học sinh khối 7, 8, 9 và 1 tuần đến trường của học sinh khối 6, công tác dạy và học được thực hiện theo đúng kế hoạch. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, các em học sinh thực hiện tốt 5K. Chủ động các biện pháp phòng dịch và có phương án đảm bảo việc dạy và học được liên tục. Khi mà học sinh mà đến trường học mà có phát hiện ra nhiều trường hợp F0 chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ chuyển đổi cái phương án là sẽ lại tiếp tục cho các em học trực tuyến ở tại nhà. Còn nếu mà trường hợp mà số lượng học sinh ở trong lớp mà mắc F0 mà có 1-2 trường hợp thì chúng tôi cách ly cái trường hợp đó ra và còn lại thì vẫn học trực tiếp. Thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn đã và đang thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định, đồng thời linh hoạt trong công tác giảng dạy, vừa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đối với những học sinh phải cách ly tại nhà, bên cạnh việc thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, động viên học sinh, các trường vẫn đảm bảo truyền đạt kiến thức cho các em trong thời gian tạm dừng đến trường và kế hoạch hệ thống lại kiến thức khi các em đi học trở lại. Đối với những học sinh không thể đến trường thì nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến. Và nhà trường sẽ dồn thời khóa biểu từ 2 buổi trên ngày xuống còn 1 buổi trên ngày, sắp xếp lại kế hoạch các môn học phù hợp theo điều kiện của từng lớp, từng đối tượng học sinh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học, các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn chủ động nỗ lực thực hiện dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kể từ năm 2020, học sinh tốt nghiệp lớp 9 có quyền đăng ký thẳng hệ đào tạo cao đẳng thay vì phải học qua trình độ trung cấp. Chương trình đào tạo hệ 9 cộng này được xem như là một giải pháp để đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho cả người học và gia đình, đồng thời cũng giải quyết được bài toán thiếu hụt lao động có tay nghề cho xã hội. Sáng học văn hóa, chiều xuống xưởng thực hành nghề. Việc đào tạo song hành đã giúp các em học sinh theo học mô hình 9 cộng này rút ngắn được thời gian học và có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường. Sáng thì bọn em học văn hóa, buổi chiều thì tầm khoảng 1 giờ có mặt trên trường để học nghề. Những năm gần đây, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề ngày càng tăng. Đặc biệt, chính sách miễn học phí học nghề đã giúp cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn hay ở khu vực nông thôn có thể tiếp tục theo học lên cao hơn. Thống kê trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 480.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không vào học các trường trung học phổ thông. Trong đó, khoảng 100.000 em vào học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên và chỉ dưới 90.000 em vào học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại hoặc tham gia lao động phổ thông hoặc không làm gì. Việc khơi thông mô hình đào tạo nghề 9 cộng được xem là chìa khóa để giải quyết tình trạng lãng phí nguồn nhân lực. Trong quá trình học tập, các em cũng được tiếp cận với doanh nghiệp, thì cái định hướng giáo dục nghề nghiệp cũng như là tham gia học tập với cái đối tượng giáo dục nghề nghiệp hệ 9 cộng thì các em có được cái thời gian lao động và giúp cho cái nguồn lực lao động của tỉnh cũng như của các doanh nghiệp sử dụng các em ở cái độ tuổi vàng được tốt nhất. Rõ ràng, trung học phổ thông không phải là con đường duy nhất bởi vẫn còn có những cánh cửa khác đang mở ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Hiện thị trường đang thiếu hụt một lượng lớn lao động có tay nghề. Do đó, việc lựa chọn học nghề từ sớm sẽ không chỉ giảm bớt áp lực thi cử mà còn đảm bảo cơ hội việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Tuần tới, thì người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vaccine được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Hiện đã có 1.000 người được cấp hộ chiếu vaccine. Dự kiến đầu tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho 63 trên 63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó. Đến ngày 17 tháng 3, có 17 quốc gia chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Tết Hàn Thực theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam.
Vào ngày này thì nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ để dâng lên tổ tiên, trong đó có bánh trôi, bánh chay và các loại hoa quả. Do đó nhu cầu mua sắm các mặt hàng này cũng tăng cao. Tại khu vực chợ Tam Cờ, thành phố Tuyên Quang, các mặt hàng bánh trôi, bánh chay được các tiểu thương chuẩn bị đa dạng về màu sắc và hương vị. Người dân có thể thoải mái lựa chọn để bày trí mâm cỗ. Với mỗi người dân Việt, bánh trôi, bánh chay không thể thiếu mỗi dịp mùng 3 tháng 3 hàng năm. Việc chuẩn bị bánh trôi, bánh chay này thì ở gia đình tôi là đã có từ rất lâu đời rồi. Thì đây là cái dịp để gia đình có thể quây quần, sum vầy với nhau. Cái việc này mà gia đình tôi chắc chắn là tôi sẽ phải lưu giữ cho con cháu cái truyền thống tốt đẹp này. Phải dậy từ lúc 12 giờ, chuẩn bị nguyên liệu màu vàng, đó là nghệ và màu hồng, thì đấy là màu của gấc, còn màu trắng là tinh khiết của gạo để phục vụ cho những mọi người đến tại gia đình chúng tôi lấy. Và cũng có một số những bà con là cũng không có điều kiện đến để mua thì chúng tôi cũng có nhân viên đến ship. Bên cạnh bánh trôi, bánh chay thì các loại hoa cũng được mọi người lựa chọn nhiều. Năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chi phí vận chuyển tăng nên giá các mặt hàng hoa cũng cao hơn những năm trước. Cửa hàng cô thì có đủ các loại hoa. Vì dịch giã như này thì nói chung là hoa nó cũng hơi cao một chút. Tết Hàn Thực là nét đẹp trong văn hóa dân gian được nhiều gia đình gìn giữ. Đây là dịp thể hiện tấm lòng thơm thảo hướng về nguồn cội, tưởng nhớ ân đức tổ tiên. Như thường lệ vào tối chủ nhật, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần. Sáng ngày 2 tháng 4, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Kiên Đài đạt chuẩn nông thôn mới 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự thay đổi của xã. Việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới ghi dấu sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân. Đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Kiên Đài huyện Chiêm Hóa nói riêng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đã nuôi dấu, chở che cho cách mạng, một lòng đoàn kết đi theo Đảng, theo cách mạng, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu xã anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đồng thời mong muốn tỉnh Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa và xã Kiên Đài tiếp tục khơi dậy phát huy tinh thần xây dựng nông thôn mới, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Phát biểu tại hội thảo khoa học với chủ đề Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, cách đây 75 năm sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một quyết định lịch sử là trở lại Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang rất vinh dự và tự hào được thay mặt đồng bào cả nước đón Bác Hồ cùng Trung ương Đảng và các cơ quan trung ương trở về căn cứ địa Việt Bắc, xây dựng thủ đô kháng chiến, lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Các cuộc tham luận được trình bày tại hội thảo đã làm rõ các vấn đề về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi quyết định trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, vai trò của Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang với sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, ngày 2 tháng 4 năm 1947, ngày 2 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc lựa chọn quay trở lại Tân Trào Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành căn cứ đầu não cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Đồng chí mong muốn với truyền thống tự hào quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ đoàn kết một lòng, năng động, đổi mới xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy những giá trị khu di tích quốc gia, để nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người dân Việt Nam mà còn trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của cả nước, là điểm đến quan trọng trong hành trình tham quan và nghiên cứu của đồng bào cả nước và du khách quốc tế. Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 có chủ đề Du lịch Tuyên Quang an toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn.
khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện du lịch từ nay đến cuối năm, trong đó có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội khinh khí cầu quốc tế, giải đua thuyền kayak mở rộng, lễ hội nhảy lửa của dân tộc Bà Thẻn và các tour du lịch trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước, thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng. Đặc biệt, tháng 9 năm nay, tỉnh Tuyên Quang dự kiến sẽ tổ chức lễ hội Thành Tuyên, lễ hội Trung Thu với các mô hình đèn khổng lồ vô cùng độc đáo và riêng có của tỉnh Tuyên Quang, gắn với lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đón 2,2 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, đồng sở hữu kỷ lục Việt Nam, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam, được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Tin quốc tế, trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng, Cơ quan Quản lý Y tế Mỹ đã công bố nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc biến chứng tim do COVID-19 cao hơn nhiều so với việc phát sinh những phản ứng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine. Kết quả nghiên cứu mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa CDC thực hiện cho thấy khả năng gặp biến chứng tim do mắc COVID-19 cao hơn đáng kể so với tỷ lệ phát sinh phản ứng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine được bào chế theo công nghệ mRNA. Kết quả này tương đồng với tất cả các trường hợp tiêm mũi 1, mũi 2 hay mũi tăng cường cũng như tất cả các nhóm tuổi và giới tính. CDC nhấn mạnh, kết quả một lần nữa củng cố cho lập trường cần tiêm vaccine mRNA cho tất cả những người đủ điều kiện tiêm phòng từ 5 tuổi trở lên. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử thu thập từ 40 hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Hôm qua 2 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc vận động tranh cử với hàng chục nghìn người ủng hộ, trong đó trình bày chi tiết kế hoạch kinh tế xã hội nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong bài phát biểu dài 2 tiếng rưỡi tại sân vận động ở thủ đô Paris, ông Macron tiếp tục cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc trong cuộc bầu cử sẽ kéo theo những hệ lụy tương tự như sau hậu Brexit. Ngoài ra, ông Macron cũng trình bày những biện pháp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp nhất trong 15 năm, giảm thuế cùng với việc tăng đầu tư công. Tổng thống Macron cũng nêu chi tiết những việc ông sẽ làm trong nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm việc cải thiện phúc lợi xã hội và tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Hội đồng Hiến pháp nước này đã xác nhận 12 ứng cử viên tham gia tranh cử, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và đại diện Đảng Cựu hữu Tập hợp Quốc gia bà Marine Le Pen. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu vào ngày 10 tháng 4 tới, hai ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng bầu cử lần thứ hai được tổ chức vào ngày 24 tháng 4. Dù vẫn là ứng cử viên được dự báo giành chiến thắng, song các kết quả thăm dò, Tổng thống Macron đang mất điểm trước các ứng cử viên truyền thống khi đưa ra chính sách bảo thủ truyền thống như nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Sau đây sẽ là thông tin về tiến độ tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hôm nay tại điểm tiêm của tỉnh và điểm tiêm của huyện Na Hàng đã tiêm 254 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó chủ yếu là tiêm mũi 3. Như vậy là đến hết ngày hôm nay mùng 3 tháng 4, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đã đạt 78%. Thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ tiêm cao nhất đạt trên 84%. Tiếp đến là huyện Yên Sơn 82,1%, huyện Hàm Yên 78,7%, huyện Chiêm Hóa 75,9%, huyện Sơn Dương 74,5%, huyện Na Hàng 72,6% và cuối cùng là huyện Lâm Bình 68%. Hiện nay các địa phương vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người dân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi khi có kế hoạch tiêm của Bộ Y tế. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.